Infinity 152. Nếu mà anh em nào mà đang yêu cầu một cặp loa Mỹ mà đường kính bass 40 và tầm dáng ngoài 20 triệu một chút thì chắc chắn là chỉ có đôi này thôi. Giá rất là hợp lý. Tầm tiền thì nó chỉ xem một cặp loa Nhật như Sony G7 thôi. Cặp này nó sở hữu những cái cấu hình rất là gấu. Đấy, vừa rồi các bác nhìn nhá, em đang test là cắm jack 3,5 ly này. Đấy, từ cái điện thoại này vào con âm ly Marantz 1150 MK2. Đây là trong một cái series, em sẽ làm một cái series cho con Marantz 1150 MK2 ghép với những cặp loa của Mỹ như Sharvin Vega, Infinity, JBL. Anh em chú ý đón xem nhé. Để làm gì? Để anh em đang có những cái dòng loa Mỹ, những cái dòng kiểu dạng đằng sau của em này, hoặc những cặp JB này mà muốn ghép thì có thể qua những cái clip này để anh em có thể học hỏi được và anh em nghe được thẩm cái chất âm của nó. Đấy. Thì cái con Infinity 152 này thì nó rất là hay, nó sở hữu bass 40. Đây là volume của nó nhá. Con này nó sở hữu một bass 40 này, hai chung và một tép. Đấy, nó cấu hình nó tương đương với cả cặp D9. Từ cái dòng này thì nó có một cái khác biệt nữa so với những cái dòng bass 40 khác là nó là trong dòng bass 40 thì nó là dòng có thiết kế có chiều cao là cao nhất. Đây các bác nhìn này.
nó cao hơn con D9 khoảng độ tầm gần 10 cm, cao khoảng em nghĩ nó khoảng 1 mét còn dư một chút đấy nhá. Chung quy lại là tầm ngoài 20 triệu mà sở hữu bác 40 thì anh em lưu ý giúp em con này nhá, Infinity 152 đấy. Cặp này rất là ok nhá, dồn zin các bác nhá, dồn zin bây giờ nó mốc mốc rồi lại là kệ nó thôi, đấy là dồn zin. À, nó có cái biểu tượng là số 8 nằm ngang hoặc là dấu vô cùng, anh em tùy anh em gọi nào cũng được. Đấy nhá, thêm một lần nữa anh em nghe thử con 1152 MK2 của Marang ghép về cặp Infinity. Đấy. Rồi anh em đón nhận những clip sau nhé, có thể là không phải ngay sau clip này mà một vài clip nữa em sẽ làm với những cái cặp JBL, những cặp sạc Vinvega D9 thì em đã lên rồi. Em sẽ phối cho các bác những cặp mà 150 mà rất là nhiều anh em đang quan tâm này, hoặc là E715 hoặc là DX9 đấy, hoặc là 351, đấy là những cặp mà anh em rất là ưa chuộng. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.